Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, Quyển 2, Phẩm 3, Quán Tướng Phần 2. Đức Phật nói, thưa Phụ Vương, thế nào là ánh sáng tướng lông trắng khi điều phục các ma của Bồ Tát? Ma Vương Ba Tuần dùng thiên nhãn từ xa nhìn vào Châu Diêm Phù Đề, thấy người con của dòng họ Thích Ca bỏ thành, bỏ nước như bỏ đờm dải, ngồi đeo gốc cây, da bọc lấy xương, thân thể gầy gò như người bệnh lâu ngày, chỉ có ánh sáng màu vàng đồng là tỏa chiếu rực rỡ. Và ánh mắt sáng chói như ánh sao nơi đáy giếng, các đốt xương chống đỡ nhau như hình rồng cuộn khúc. Ba Tuần cười rằng, cô đàm thân thể ốm gầy, xương như cỏ mục, tuy cả ánh sáng nhưng mạng sống chẳng còn được bao lâu, không thể nào thành đạo được. Ta hãy đến đó để phá hoại. Nghĩ vậy xong, Ba Tuần giận dữ trợn mắt ra lệnh cho các già sơ tức tấp tập hợp bên chúng. Bây giờ ta muốn xuống Châu Di Phù Đề để chinh phục cô đàm. Khi ấy, có một người con của ma tên là Tát Đa La quỳ xuống thưa cha. Thái tử con vô tình phạm, khi người đản sinh có hàng vạn vị thần hầu hạ, ánh sáng chiếu soi thấu đến cõi trời. Vị này có tâm từ bi che chở khắp tất cả. Hiện nay, người ngồi nơi gốc cây là vì tất cả chúng sinh. Sao cha lại có ý ác nghịch như vậy? Ma Vương tức giận nói, người ấu trĩ chẳng biết gì nên mới nói Cù Đàm có đạo đức thù thắng. Cù Đàm thân thể gầy nhom như bộ xương khô, có làm được gì mà lại nói là có lòng từ bi? Ma con lại nói, thân thể Cù Đàm bị ốm gầy là do không ăn uống, nhưng hào quang của ngài thì như núi kim cương tỏa ra ánh mắt người điềm nhiên trong 6 năm, tâm không hề dao động, nét mặt của ngài thì càng tăng sắc diện không sợ hãi. Cứ xin đại vương hãy ở lại thiên cung, đừng nghĩ đến việc đi đánh nữa. Ba Tuần nói, ngươi hãy im ngay đi, sao lại phải nói nhiều như vậy? Khi ấy có giả so chúa tên là Xí Đà đi đến chỗ Ma Vương, cúi đầu đánh lễ sắc đất thưa, thưa thiên vương, ngài ra lệnh điều gì? Ma Tuần bảo, ngươi hãy đem lời ta ra lệnh cho khắp 6 cõi trời, các quỷ vương, 8 bộ quỷ thần, các quỷ thần đồng trống và Diêm La Vương của 18 tầng địa ngục, tất cả đều phải tập hợp đến chỗ Cù Đàm. Bây giờ các quỷ thần như mây nổi lên từ 4 phía đều tập trung lại. Có các quỷ đầu như đầu trâu có 40 tay, trong mỗi tay bắn ra các mũi tên bằng sắt nóng đỏ cao 1 giây tuần. Có 18 sừng chạy thẳng lên những ngọn núi. Trên núi là có một con rồng ngậm hòn sắt nung đỏ. Và có các quỷ giống như con cáo, đầu có 10.000 mắt. Lông mi dài lớn như hình chớp sét. Trên đầu có miệng khạc ra lưỡi dữ, thân mọc nhiều lông giống như cây mọc gươm tua tủa. Là có các loài quỷ đứng lộn ngược trong hư không. Chúng có 20 chân, nơi mắt cá chân có 1.000 bánh xe dao, đầu như thái sơn, trên đầu có 500 cây kiến, đầu luôn luôn nổi lửa. Lại có các quỷ trường bò uốn khúc bám vào núi Thiết Vi. Là có các quỷ một cổ nhiều đầu, miệng có 1.000 lưỡi mọc ra cây có gai nhọn, trên râu máu theo các đầu sợi râu tuôn ra như mưa, miệng khạc ra gai nhọn phun phùng phục, ào ào cởi hư không mà đến. Quỷ tỳ xá xà phát ra âm thanh rất lớn hung dữ, khí phun ra như mây, mưa ra các hòn sắt nóng ào ạt bất ngờ kéo đến. Quỷ cứ bàn trà ngồi chồm hổm trên mặt đất, hiện ra hình tướng xấu xí. Quỷ Phú Đơn Na hình tướng đen gầy, đầu đội cái vạt lớn chứa đầy những hòn sắt nóng, tay cầm bánh xe dao, chân trái đạp trên con chó, chân phải dẫm lên con sói, rượt đuổi nhau chạy đến. Các quỷ chúa la sát, lưng đen như mung, ngực trắng như mặt trăng, mắt như than lửa hừng hực, tóc rối bù, rối tung như bụi gai, răng nanh chĩa ra hình dạng như cây kiếm, 16 tay bén như mũi nhọn, 10 móng chân to lớn như mũi kiếm, đều bị ràng bằng sắt, đua nhau chạy đến. Các đại tướng quân quỷ thần đồng trống một cổ có 6 đầu, trên ngực có 6 mặt, hai bên đầu gối, lông mọc tua tủa như tên bắn. Thân cứ hang lên là bắn tên vào người khác, mắt rợn đỏ rực, máu tuôn chảy ra, còn với các loài hung tợn nhung nhanh chóng kéo đến. Là có các quỷ đầu như đầu hổ, có 12 mắt mũi như vòi voi, có 13 mũi, và bên trái cánh mũi, và bên phải khiên lửa. Tay cầm gươm bén, chân đạp trên sư tử, gầm đóng đi đến. Là có các quỷ thân hình như mây, sấm chớp nổi lên như đám mây lớn. Bên cạnh đám mây có 100.000 vạn con rồng,
Chẳng thấy thân mà chỉ thấy chất độc, chúng phun ra từ các phía khắp mười phương. Tất cả những việc hung dữ đều nổi lên như mây. Quỷ tử mẫu, các thần tướng và các quỷ con đều cầm một tảng đá vuông vứt một dặm, cao lớn, đáng sợ như núi chen nhau chạy đến. Lại có các quỷ co quắp cong đuôi, dùng mũi ngửi đất, mũi phun ra lửa, lửa bùng cháy lên, hóa sinh ra các quỷ bưng mặt chạy đến. Bấy giờ, Ma Vương quay lại nhìn Dạ Xoa đã ra lệnh cho các quỷ. Hiện nay, bên lính quỷ đã tập trung đầy đủ. Thân thiện nhân Cù Đàm biết đâu cũng có thể biết được phép thuật đã phải nổi lên bốn bộ binh. Ngày xong, 3 tuần liền dùng viên ngọc Ma Vương biến hóa ra bốn binh chúng, voi ngựa xe và bộ binh đông đúc, la liệt như rừng, vô cùng đáng sợ từ hư không xuống. Đi đến bên gốc cây, Ma Vương lại nghĩ, binh lính như vậy chắc có lẽ cũng không thể đánh hại bại Cù Đàm được. Rồi ma liền lấy mộ báu đặt xuống đất, ánh sáng của mũ chiếu thẳng xuống phương dưới. Đến điện Diêm La Vương hóa thành người đứng trên cung điện hô to lên để ra lệnh cho các quỷ. Diêm La Vương và cục tốt các ngươi, bánh xe, dao, kiếm kích, xe lửa, lò than, tất cả hãy ném vào Diêm Phù Đề để tiêu diệt Cù Đàm. Địa ngục A Tỳ rộng lớn 8 vạn do tuần, bày lấp thành sắt, bên dưới có 18 ngăn. Bốn bên rừng kiếm cũng có 18 hàng. Phương Đông lại có 18 địa ngục nhỏ xung quanh. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc đều có 18 ngăn xung quanh. Dưới đất tự nhiên có lửa cháy phừng phực, đốt cháy bức thành sắt và tất cả các lưới sắt. Tất cả đều cháy rụi rồi trở lại đốt cháy như ban đầu cho đến khi đốt cháy hết 18 ngăn địa ngục. Chúng sinh nào phạm 5 tuổi đại nghịch thân ở đầy trong đó mà chịu những khổ sở như vậy, kéo dài suốt 6 ngày, suốt ngày suốt đêm, không hề được nghỉ trong giây lát. Khi kiếp khổ hết, bốn cửa tự mở, các tội nhân đều thấy tất cả các rừng kiếm bên ngoài cửa phía đông đều như khô rừng mát mẻ. Họ từ bên dưới lên ngăn ngục thứ hai, từ ngăn ngục thứ hai lên ngăn ngục thứ ba, cứ như vậy đi lên cho đến cửa phía đông. Lính ngục la sát cầm chĩa ba bằng sắt nóng đâm vào mắt tội nhân, máu tinh như nước đồng, nóng chảy tuôn ra khắp mặt đất. Lập tức họ đảo lộn lan tràn khắp trong 18 ngăn địa ngục. Các tội nhân bị bất tỉnh mê man suốt một tiểu kiếp. Khi vừa mới tỉnh lại, họ lại hướng đến cửa phía nam. Cứ như vậy, bốn cửa bốn phía đều như trước không khác. Suốt ngày đêm chịu tội khổ trải qua một đại kiếp. Kiếp đó là hết lại điền sinh vào địa ngục nhỏ khác. Các địa ngục khác có hình dạng lớn nhỏ và chịu tội báo nặng nhẹ khác nhau. Loại hình xấu, tốt và tất cả các tội báo sẽ được nói rõ trong phần Tam Muội về lầm từ. Khi ấy, các lính ngục ở thành phía đông có 8 ngàn. Ba phương kia cũng vậy, mỗi tên lính ngục đều có đầu tóc như núi mọc ra, bánh xe, dao và kiếm, kích, tay như tay lửa, có 100 ngàn cái. Trong mỗi tay đều xịt ra khói lửa, môi miệng và răng đều ghê rợn hơn quỷ la sát 100.000 vạn lần. Sừng như sừng trâu, trên đầu sừng mọc ra nhiều lưỡi kiếm. Năm phía nhìn thấy đều khác nhau, thân thể đỏ đen loang lỗ như chó bị bệnh khét lép, có 400 cái đuôi, trên mỗi chót đuôi máu tanh và phân hôi thối tuôn trào ra, thân thể bị các loài trùng mỏ bằng sắt nhọn bao quanh, tay cầm trên ba bằng sắt, chân đạp trên bánh xe, cái mũi nhọn trên bánh xe dao đâm thấu tim tủy, chúng chạy nhanh như gió, mỗi tên đều cầm trên ba chỉ thẳng vào hông tội nhân rồi đưa thẳng lên trên. Địa ngục A Tỳ đuổi các tội nhân như bóng theo hình, trong chốc lát liền đến bên đạo thọ. Tất cả tập trung cùng một lúc để nổi lên những việc ác nghịch. Bây giờ Bồ Tát vẫn điềm nhiên bất động, nhập vào lòng từ với tâm ý thù thắng. Ma Vương gầm lên dương oai diễu võ, ra lệnh cho các binh chúng: các ngươi hãy nhanh chóng phá hoại Cù Đàm, rồi lên làm chấn động sấm chớp, mưa xuống các hòn sắt nóng. Bánh xe dao và các vũ khí càng tập trung nhiều thêm trong hư không. Các ma quỷ từ bốn phía đều đồng thời làm như vậy. Các mũi tên lửa của chúng và không đến gần Bồ Tát. Khi ấy, Bồ Tát từ từ đưa cánh tay phải lên, kéo dài sợi lông trắng giữa hai chân mày ra, rồi đưa thẳng xuống địa ngục A Tỳ, khiến cho các tội nhân thấy được những dòng nước chảy ra từ trong sợi lông, tưới mát trên như đám lửa lớn. Lửa giới dần dần tắt ngấm chỉ còn lại hơi khói, làm cho những người đang chịu
tội được phần nào giác ngộ. Họ tự nhớ lại những nghiệp tội mình đã tạo ra trong trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn vạn đời trước. Các lính ngục cầm đinh ba lớn bằng sắt bốn đâm chĩa vào tội nhân, nhưng họ dùng hết sức lực cũng không thể cử động được. Bỗng nhiên họ nhìn thấy một đinh ba bằng sắt đầu lớn như núi bạc bằng bạc. Có hàng ngàn vạn ban thờ, có sư tử trắng nằm cuộn thân làm tòa. Trên tòa có hai sen, hoa sen trắng. Trên hoa sen có một vị Bồ Tát rất vi diệu đang nhập trong thắng ý từ, rất trang nghiêm trên núi Tu Di, phóng ra các đinh ba cắm xuống đất. Từ chỗ gốc của đinh ba hiện ra hoa sen bằng bảy báu, tỏa ra ánh sáng màu trắng cho đến các địa ngục và chiếu vào thân các lính ngục, khiến cho Diêm La Vương và các lính ngục đều thành núi bằng bạc, giống như ánh chớp chỉ được thấy trong thoáng chốc. Những người chịu tội báo sáu căn bất ngờ nổi lên lửa dữ. Ở đầu các đối xương, lửa thiêu đốt làm cho gân và bạch máu đều bị dính chẳng rời nhau. Cùng lúc họ đều chắp tay hướng về tướng Long Trắng. Tức thời tâm ý được khai mở, thấy người trong Long Trắng giống như mình không khác đều ngồi trên tòa hoa sen, lấy nước rưới trên đỉnh đầu tội nhân, khiến cho tâm phiền não nóng bức của họ trong phút chốc được mát mẻ. Tất cả đều đồng thời nói: Nam Mô Phật. Nhờ nhân duyên này, họ không còn bị chịu tội báo và được sinh thẳng vào cõi người, các căn đầy đủ, có tri kiến chân chánh mà được xuất gia. Sau khi xuất gia, họ phá bỏ được 20 ức kiết sử và thành bậc Tu Đà Hoàn. Ma Vương thấy tướng như vậy, tiều tụy áo não, nằm mãi nơi giường. Ma có ba người con gái, người lớn tên là Duyệt Bỉ, người thứ hai tên là Hỷ Tâm và người nhỏ nhất tên là Đa Mị. Khi ấy ba người con gái đến chỗ phụ vương quỳ gối chắp tay kính lễ và thưa: Thưa phụ vương, hôm nay vì sao phụ vương buồn rầu tiều tụy như vậy? Ma Vương đáp: Sa môn Cù Đàm thề nguyện sâu nặng, nay đang ngồi nơi gốc cây Bồ Đề muốn phá hoại dân chúng của ta, cho nên ta mới buồn rầu như vậy. Con gái của Ma Vương thưa: Con có thể đến đó để làm cho Cù Đàm tán loạn, xin phụ vương đừng buồn rầu nữa. Nói xong, ba người con gái của Ma liền trang điểm đẹp đẽ, đội mũ báu nhiều màu, dung nhan kiều diễm đặc biệt hơn hoàng hậu của Ma trăm ngàn vạn lần, liếc mắt rất thùy mị, mỹ miều, đeo chuỗi ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu đến khắp sáu tầng trời, đi trên xe báu bay, xe phủ màn báu, treo nhiều hoa quả trời, nơi các vòng hoa có nhiều ngọc nữ biến hóa, tay cầm các nhạc cụ, đàn ca lên hàng vạn âm thanh vui vẻ mà người đời ưa thích. Mỗi ngọc nữ biến hóa đều có trăm ngàn người con gái hầu hạ, dù cờ phướng thêu nhiều màu sắc rủ xuống như mây từ các lỗ chân lông nơi thân, tỏa hương thơm ngát, có trăm ngàn màu sắc đen vàng sáng rỡ như ánh sáng mặt trời mà người rất ưa nhìn. Ba cô gái từ từ đi đến chỗ của Bồ Tát, đi nhiều quanh bảy vòng rồi thưa: Khi Thái tử đản sinh, có hàng vạn vị thần hầu hạ hiến dân bảy báu, sao người lại bỏ ngôi vị thiên tử mà đến gốc cây này? Tôi là thiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc rực rỡ, sáu cõi trời không ai sánh bằng. Nay tôi xin dâng tấm thân hèn mọn này lên thái tử, cung cấp mọi thứ cần dùng đầy đủ, hầu hạ dọn dẹp. Chúng tôi sẽ khéo léo để thái tử vừa lòng. Chúng tôi xin được theo nương tựa, kính mong thái tử thương tình thuận nhận. Thái tử ngồi nơi gốc cây, thân thể mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, ăn uống cam lồ bổ dưỡng. Nói xong, ba cô gái liền dùng đồ đựng quý báu để hiến dâng món ngon trăm vị cõi trời. Thái tử vẫn mặc nhiên tĩnh lặng, thân tâm không hề lay động. Thái tử tướng Long Trắng khiến cho ba cô gái tự thấy máu mủ đờm dãi bất tịnh trong thân bài tiết ra chính lỗ, tất cả gân cốt mạch máu ruột già ruột non bàng quang mề phân trong những vật ấy vận chuyển qua lại, sinh ra các loài trùng nhỏ đùa giỡn. Chúng chạy vào ruột non, mỗi con đều có bốn miệng, chúng há miệng to ra và hướng lên trên. Khi các trùng lớn đùa giỡn, chúng chạy vào ruột già, ra khỏi ruột già chúng lại vào dạ dày. Khi bị phát bệnh lạnh, bên trong dạ dày bị bế tắc, các trùng không vào được, vì thế nên ăn không tiêu. Lá lách, thận, gan, phổi, tim, mật, họng, phổi lớn, vách ngăn của gan. Ở giữa lại có bốn con trùng như bốn con rắn nằm sát nhau, trên dưới đồng thời, mổ ăn các nội tạng.
Cạn hết thì nước nhựa chảy ra. Vào mắt tạo thành nước mắt, vào mũi thành nước mũi, tụ lại trong miệng thành đờm và nước dãi. Da dày, da mỏng, đốt xương, tủy, các mạch máu đều sinh các loại trùng nhỏ như sợi lông, bay lên số nhiều không thể kể xiết. Các cô gái mà thấy vậy liền bị nôn mửa, không lúc nào ngừng dứt. Lại tự thấy thân mình bên trái mọc ra đầu rắn, bên phải mọc ra đầu cáo, giữa đầu lại mọc ra đầu chó, trên đầu lại hóa sinh ra thay chết chín màu sắc, giống như trong chín phép quán tưởng. Chín phép quán tưởng gồm: một, tưởng mới chết, hoặc thấy có người chết, thân thể thẳng đờ không còn biết gì, liền nghĩ rằng thân này của ta rồi cũng sẽ như vậy không khác, vì thế gọi là tướng mới chết. Hai, tướng sanh bẩm ứ, nghĩa là thấy người chết từ một ngày cho đến 7 ngày, thân thể sanh trương phình ứ lên thành tướng màu đen, tấm thân yêu quý của ta rồi cũng sẽ như vậy không khác, cho nên gọi là tướng sanh bẩm ứ. Ba, tướng máu mủ, hoặc thấy người chết thân đã thối rữa, máu mủ máu chảy tràn lan vô cùng gớm ghiếc, không thể nhìn lâu, tấm thân yêu quý của ta rồi cũng sẽ như vậy, đó là tướng máu mủ. 4. Tướng nước nhựa màu đỏ thẫm, nghĩa là thấy người chết, thân thể phình to, nước màu vàng chảy ra thành màu nước nhựa đỏ thẫm, thân thể yêu quý của ta cũng sẽ như vậy, cho nên gọi là tướng nước chảy nước nhựa màu đỏ thẫm. 5. Tướng ăn không tiêu, nghĩa là thấy người chết, bị chim quạ ăn, bị các loài trùng, chó sói ăn nuốt, bị ruồi nhạn bô xin giòi thịt trên thân thể, bị chúng ăn hết hoặc chỉ còn một nửa, thân thể yêu quý của ta cũng sẽ như vậy, đó là tướng ăn không tiêu. 6. Tướng gân cốt như củi bỏ, nghĩa là thấy người chết, da thịt đã hết, chỉ còn gân xương liền nhau, giống như củi được bó lại, nhờ vậy mà dính liền nhau không rời rã, thân thể yêu quý của ta cũng sẽ như vậy, đó là tướng gân cốt như củi bó. 7. Tướng xương cốt tan rã, nghĩa là thấy người chết, những sợi gân đã hư hoại, các đốt xương rời ra không ở một chỗ, thân thể yêu quý của ta rồi cũng sẽ như vậy, đó là tướng xương cốt tan rã. 8. Tướng bị thiêu đốt đang xấu, nghĩa là thấy người chết bị lửa thiêu đốt cháy nám co đốt trên đất, thật đáng nhòm gớm không thể nhìn lâu, thân thể mà ta yêu quý rồi cũng sẽ như vậy, đó là tướng bị thiêu đốt cháy đen nhám xấu xí. 9. Tướng xương khô, nghĩa là thấy người chết hoặc 50 năm hoặc 100 năm, 200 năm cho đến 300 năm, xương biến thành màu trắng, ánh nắng mặt trời chiếu thấu vào trong, lửa trên xương cứ cháy bập bùng, sau khi hỏa thiêu, gió thổi cho xương trở về với đất. Như trên đã nói sơ lược về chính tướng, đó là pháp môn quán bất tịnh ban đầu của Bồ Tát khi ngồi nơi gốc cây. Bấy giờ ba người con gái của ma tự thấy mình lưng còng già nua, tóc bạc mặt nhăn, môi miệng phèo phào, tay chân lụm cụm, mặt mày đen dơ xấu xí giống như người gần chết, trước ngực lại ôm thây một đứa bé chết, từ trong sáu lỗ trên mặt cho ra nhiều mủ, trong mũ lại sinh ra các loài trùng lớn như con giun. Ba cô gái thấy vậy vô cùng cuống cuồng sợ hãi, gấp gáp bỏ chạy, cúi đầu nhìn xuống thì thấy 6 con rồng sát nhau, rồng phun nước khạc lửa, tai thổi ra gió mạnh cứng như sắt. Các cô gái lại tự thấy mình hình dáng thô xấu như uế, rồi cũng sẽ như các con rồng. Ở những chỗ dơ xấu đã có nhiều loài trùng nhỏ, một con có 4 đầu, hai trên hai dưới, chụp mổ cắn ăn thịt các ma nữ, miệng chúng tiết ra 5 chất độc, chất độc có 5 mạch lên đến tim và xuống đến cổ họng, từ trong 6 căn là sinh ra các mạch gồm 99 mạch chạy thẳng vào đầu các loài trùng, rồi cùng nhau rưới chất độc vào tim các loài trùng. Các ma nữ này từ vô số đời đã tạo nhiều hành nghiệp tà vậy, lại có các loài trùng như vòng đeo tay tròn xoe nương giữ vào nhau, có rất nhiều miệng, miệng sinh ra các chất độc ăn nuốt các căn của các cô gái ma. Các cô gái này từ nhiều đời trước vì nghiệp tà dâm nên bị thân xấu xí. Các cô gái ma thấy vậy vô cùng khổ đau, như tên bắn vào tim,
nên càng lổm ngổm bò đi mau. Như lạc đà ốm gầy bước đi, khi vừa dở chân lên thì lửa bốc cháy nơi khắp các khớp xương, lông tóc đen vàng như đường gai nhọn từ bực đá bụt quanh thân. Các ma nữ than thở kêu la và đến trước ma vương. Ma vương giận dữ rút kiếm chỉ thẳng vào phía trước. Các ma nữ thưa: "Phụ vương vô tội vạ, tự nhiên lại chuốc lấy tai ương. Bồ Tát có hạnh thanh tịnh, rất khó làm cho động giống như đất. Vậy thì làm sao chúng ta, chúng con phá hoại được?" Khi các ma nữ nói như vậy, Bồ Tát lại phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng khiến cho các quyến thuộc của ma thân tâm được an lạc như tỳ kheo nhập vào tới thiền. Vào thiền thứ ba, các ngạ quỷ thấy nơi tướng lông trắng trên đầu sợi lông có 100.000 vạn ức các bồ đại bồ tát. Các bồ tát này cũng đều nhập vào tam muội thắng ấy từ tâm, đều dùng tay phải vuốt đầu ngón tay bên trái, lấy đầu ngón tay sữa tuôn chảy ra lưới tắt lửa dữ. Lửa dữ tắt rồi liền được mát mẻ, các ngạ quỷ tự nhiên được no đủ, thân tâm vui mừng phát tâm bồ đề. Nhờ tâm này nên được chấm dứt nỗi khổ ngạ quỷ. Các quỷ ấy tự thấy thân mình giống như bạch ngọc, như núi lưu ly, như núi pha lê, như núi vàng rồng, như núi mã não. Các lỗ chân lông nơi thân đều giống như chuỗi trân châu, mắt sáng thanh tịnh như ngọc minh nguyệt. Các khói lửa nơi thân đều thành như mây nhiều chỗ bóng. Dao gậy cầm nơi tay đều thành như đài bằng bảy báu. Trong đài bảy báu có trải chiếu ngọc và đặt gối hương thơm. Bên trái bên phải tự nhiên có vị phàm vương biến hóa hiện ra, thấy có các hóa bồ tát ngồi nơi hóa đài. Mỗi vị đều giảng nói về nghiệp báo của các tội nhân, các ngươi do đời trước đã tạo các nghiệp ác nên phải chịu thân hình xấu xí như thế. Các hóa bồ tát nói những lời ấy xong, những quỷ thần ấy, người thì được phát tâm bồ đề vô thượng, người thì được gieo trồng nhân duyên thanh văn bích chi phật, kẻ thì vào đời vị lai sẽ được sinh lên cõi trời cõi người ở những nơi an vui cao quý. Bây giờ bỗng nhiên ma vương quay về cung điện của mình, tướng lông trắng của bồ tát cũng đi theo lên 6 tầng trời. Giữa nơi ấy vô số thiên tử và thiên nữ nhìn thấy trong lông trắng thông suốt trống rỗng và tròn trịa đẹp đẽ như lá cờ của phạm vương. Giữa khoảng không ấy có các hoa sen báu nhiều như số cát trong 100.000 vạn sông Hằng. Mỗi hoa sen có vô lượng vô biên lông trắng phi diệu làm thành đài. Trên đầu có hóa Bồ Tát cũng phóng ra ánh sáng lông trắng đại nhân như vậy. Trên đỉnh đầu của các Bồ Tát có các hoa sen màu vàng rộng đẹp kỳ diệu. Bảy Đức Phật biến hóa tự nói danh hiệu của quý ngài và giờ nói các kinh điển giống nhau không khác. Lại có các vị trời có căn lành từ lâu đời, tới trong mỗi lỗ chân lông của vị hóa Bồ Tát đều có một Bồ Tát. Trên đỉnh đầu của các Bồ Tát này đều có các hóa Phật như trước không khác. Khi ấy giữa hai chân mày của các hóa Phật nở hoa bằng trăm châu báu rất trang nghiêm. Khắp các trời và cõi người đều không có màu sắc nào sánh bằng, hóa hiện ra đài ánh sáng. Trên đài lại có hóa Phật như trước không khác. Từ trong lỗ chân lông của các hóa Bồ Tát biến hóa ra những việc hiếm thấy của tất cả chúng sinh ở khắp mười phương. Dưới chân những người hóa hiện ấy là có đài ánh sáng, sinh ra các cung điện trời, hơn hẳn cung điện của Phạm Vương ở 6 tầng trời cõi dục, cùng hơn hẳn cung điện nghiêm thân ở cõi trời Đại Phạm. Tức đỉnh đầu của các Phạm Thiên, từ giữa vòng bánh xe dưới chân của hóa Bồ Tát sinh ra lông trắng như vậy, là đến các cõi trời vô sắc. Chiếu soi khắp tất cả vô lượng vô biên các cõi trời đều giống như gương sáng bằng ngọc trắng pha lê. Chư thiên thấy tướng điềm lành thù thắng như vậy rồi, không còn ưa thích niềm vui cõi trời. Tất cả đều phát tâm bồ đề. 84.000 tiên nữ của ma vương thấy hình dáng của ba tuần giống như thân chó chết, cũng giống như cây khô đen nám, nên chỉ lo chiếm ngưỡng tướng ánh sáng nơi lông trắng của Bồ Tát, tâm ý ăn vui không gì tả xiết. Tất cả đều giận ma vương ma tuần và việc làm lúc trước, nói muốn phá hoại người khác chỉ tổ làm tổn thất quân chúng của mình. Nói như vậy xong,
trăm ngàn vô số thiên tử thiên nữ lại phát tâm cầu đạo Bồ Đề Vô Thượng. Đức Phật nói: Thưa Phụ Vương, tất cả các việc về những tướng thù thắng như vậy chỉ là nơi từ nơi lông trắng giữa hai chân mày của Bồ Tát sinh ra mà thôi, không hề mệt nhọc gì đến các công đức ở các phần thân khác. Sau khi Phật diệt độ, nếu bốn bộ chúng người nào có thể không tán loạn chỉ trong phút chốc giữa tâm chánh niệm quán tưởng về tướng lông trắng thu phục các mê của Bồ Tát, thì trừ diệt được các nghiệp chướng sáu ác trong vô số kiếp, cũng điều phục được 10 điều ác. Các phiền não chướng ở đời hiện tại được thấy hình tượng Phật rõ ràng phân minh, vô số các cảnh giới quán tướng như vậy không thể nào nói đủ. Sau khi ta diệt độ, người nào muốn quán tưởng về tướng lông trắng khi điều phục các mê của Bồ Tát nên quán như vậy. Quán tưởng như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Thế nào là tướng đại nhân? Tướng người giác ngộ, tướng người không dao động, tướng người giải thoát, tướng người có ánh sáng, tướng người có trí tuệ viên mãn, tướng người đầy đủ các pháp ba la mật, tướng biện các tam muội thủ lăng nghiêm. Khi thành Phật của Như Lai, Đại Bồ Tát xuất ra khỏi tam muội thắng ý từ, nhập vào định diệt ý, xuất khỏi định diệt ý, rồi lại nhập định thủ lăng nghiêm, xuất khỏi định thủ lăng nghiêm, nhập vào tam muội tuệ cự, xuất khỏi tam muội tuệ cự, nhập vào tam muội chư pháp tướng, xuất khỏi tam muội chư pháp tướng, nhập vào tam muội quang minh tướng, xuất khỏi tam muội quang minh tướng, nhập vào tam muội sơ tự âm thanh, xuất khỏi tam muội sơ tự âm thanh, nhập vào tam muội sơ tự phấn tấn, xuất khỏi tam muội sơ tự phấn tấn, nhập vào tam muội hải ý, xuất khỏi tam muội hải ý, nhập vào tam muội phổ trí, xuất khỏi tam muội phổ trí, nhập vào tam muội đà la ni ấn tướng, xuất khỏi tam muội đà la ni ấn tướng, nhập vào tam muội phổ hiện sắc thân, xuất khỏi tam muội phổ hiện sắc thân, nhập vào tam muội pháp giới tánh, xuất khỏi tam muội pháp giới tánh, nhập vào tam muội sư tử hống lực vương, xuất khỏi tam muội sư tử hống lực vương, nhập vào tam muội diệt chư ma tướng, xuất khỏi tam muội diệt chư ma tướng, nhập vào tam muội không tuệ, xuất khỏi tam muội không tuệ, nhập vào tam muội giải không tướng, xuất khỏi tam muội giải không tướng, nhập vào tam muội đại không trí, xuất khỏi tam muội đại không trí, nhập vào tam muội biến nhất thiết xứ sắc thân, xuất khỏi tam muội biến nhất thiết xứ sắc thân, nhập vào tam muội tịch tâm tướng, xuất khỏi tam muội tịch tâm tướng, nhập vào tam muội Bồ Tát Ma Tát kim cương tướng, xuất khỏi tam muội kim cương tướng, nhập vào tam muội kim cương đỉnh, xuất khỏi tam muội kim cương đỉnh, nhập vào tam muội nhất thiết hải, xuất khỏi tam muội nhất thiết hải, nhập vào tam muội nhất thiết đà la ni hải, xuất khỏi tam muội nhất thiết đà la ni hải, nhập vào tam muội nhất thiết Phật cảnh giới hải, xuất khỏi tam muội nhất thiết Phật cảnh giới hải, nhập vào tam muội nhất thiết chư Phật giải thoát, giải thoát tri kiến hải, xuất khỏi tam muội giải thoát tri kiến hải, sau đó nhập vào vô lượng pháp môn tam muội nhiều như số bụi trần, xuất khỏi biển vô lượng tam muội, nhập vào tam muội tịch ý diệt ý, xuất khỏi tam muội tịch ý diệt ý, nhập vào pháp môn tam muội kim cương đại giải thoát. Bây giờ đất nơi đạo tràng đều hóa thành giống như kim cương, trải qua trải dài 80 dặm, màu sắc trắng trong suốt không thể nhìn thấy hết. Khi tướng này hiện ra, ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa hai chân mày Bồ Tát chiếu thẳng đến phương đông, dài 1 trượng 6 thước, hiện ra 10 đường trạnh, đường cạnh. Cô gái dân sữa tên Di Ca và 5 cô bạn, vô số vạn ức trời đồng quỷ thần, các Bồ Tát và đời hiền kiếp, Di Lặc Bạt Đà Hòa, các đại Bồ Tát đông nhiều như vô lượng vô biên, vô số bụi trần, đã thấy tướng như vậy. Khi tướng này xuất hiện, Phật ngồi nơi gốc cây Bồ Đề, như năng lực của lông trắng nơi gốc cây tự nhiên hóa sinh ra hoa sen báu, trải rộng 40 do tuần, hoa màu vàng rồng đài bằng kim cương, ánh sáng giữa hai chân mày của Phật chiếu đến đài hoa này, ánh sáng ấy chiếu thẳng xuống tận kim cương tế, nơi kim cương tế là sinh là tự nhiên hóa sinh ra 2 tòa kim cương va chạm nhau, phát ra âm thanh làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho đại địa chấn động 6 khắc. Trên tòa kim cương thông với hoa sen, rồi đến gốc của hoa sen, gốc của hoa sen cũng bằng kim cương, 3 loại kim cương này lại va chạm nhau để thẳng xuống đến kim cương tế, rồi lại quay trở lại, cứ như vậy đến 10 lần. Ánh sáng của lông trắng vòng quanh 10 vòng, khiến cho tòa kim cương đang khua bỗng nhiên bất động. Phật ngồi trên tòa này tiêu trừ 3 chướng thành đạo Bồ Đề.
cảnh giới tâm của Phật không thể diễn nói cùng tận. Nếu có giọng nói rõ ràng thì tất cả chúng sinh cho đến Bồ Tát ở địa thứ 10 cũng không thể biết, không thể hiểu được. Vì thế nên trong tướng lông trắng này không thể diễn nói năng lực của ánh sáng tướng lông trắng, khi cho cây bồ đề cành nhánh cũng bằng kim cương, gốc rễ cũng bằng kim cương, thềm mật do bảy báu hợp thành, trên thềm sinh ra ánh sáng vòng quanh thân Phật bảy vòng, hóa thành một vòng châu báu. Lá cây màu vàng rồng, hoa màu ngọc trắng, trên hoa có ánh sáng màu trăm ngàn châu báu. Cái ánh sáng của châu báu cõi trời cũng không thể thí dụ được. Quả cũng màu ngọc trắng, ngọc trắng với diệu trên cõi trời dạ ma cũng không thể sánh bằng. Ánh sáng của quả hóa thành màn lưỡi ngọc mani phủ khắp trên cây. Giữa màn lưỡi ấy giống như tơ trắng mềm mại rủ xuống và hóa thành chuông báu. Bốn góc của chuông ấy có đài báu lớn, đài này cao to hơn hẳn vô lượng thế giới ở phương trên, vượt lên các thế giới ấy xong lại hóa thành các đài báu lớn. Các đài này cực cao không thể tả xiết, cao lớn vi diệu, ví như hợp lại trong ngàn vạn ức các núi tu chi. Trên đài có lọng báu lớn tỏa bằng kim cương, ánh sáng vi diệu nhiều màu xen lẫn nhau, bên dưới ánh sáng chiếu xuống biến hóa thành màn báu. Phía trong màn báu tuôn xuống các lọng báu nhiều như mây, trong đám mây các lọng báu ấy lại tuôn xuống mây các cờ phướng, trong đám mây âm nhạc lại tuôn xuống các đám mây ánh sáng báu, trong mây ở các ánh sáng báu tuôn xuống đám mây hương thơm, trong mây các hương thơm tuôn xuống các tòa sư tử nhiều như mây, trong đám mây các tòa sư tử tuôn xuống mây các vòng hoa, trong đám mây các vòng hoa tuôn xuống các đám mây âm thanh vi diệu, trong đám mây các âm thanh vi diệu phát ra các mây các bài kệ, trong mây các bài kệ tuôn ra các phẩm vật cúng dường quý báu nhiều như mây. Các phẩm vật cúng dường nhiều vô số như vậy đều xuất hiện từ trong ánh sáng tướng lông trắng của Phật nơi gốc cây bồ đề. Khi ấy ánh sáng nơi lông trắng chiếu tỏa xuống đất, khiến cho đất kim cương bên đạo tràng hóa ra bảy cái ao. Trong bảy ao đều có nước, nước có bảy màu phân biệt rõ ràng. Mỗi màu có hàng ngàn tia sáng chiếu lên cây bồ đề. Bốn bên bờ ao do nhiều châu báu hợp thành, mỗi bờ do 100 loại châu báu cũng hợp thành. Mỗi loại châu báu phát ra trăm ức ánh sáng. Các nơi đáy ao toàn bằng kim cương. Trong nước ao mọc lên nhiều loại hoa toàn có màu, có cánh bằng vàng rồng. Trên cánh hoa có hàng ngàn ánh sáng hóa thành vần hào quang. Ao có bảy rãnh nước từ phun ra. Trong ao mọc nhiều hoa, cánh hoa chùm xếp lên nhau. Trên tua hoa sen lại phun ra nhiều nước trong suốt như ngọc lưu ly. Hai bên rãnh nước lại mọc lên nhiều bông hoa và 84.000 loại châu báu trang trí đẹp đẽ. Nước trong rãnh này này luôn luôn phun rưới. Khi nước đang phun rưới, ánh sáng cũng chuyển động theo và chiếu rọi lên cây bồ đề. Trong ánh sáng của cây này, trên mỗi chiếc lá đều có hoa sen báu. Hoa này trải rộng khắp tất cả thế giới. Trên hoa ấy biến hóa hiện ra một đài ngọc, đài bằng ngọc trắng, đến khắp vô số thế giới khắp mười phương. Ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa hai chân mày của Phật phóng ra hoa sen báu tròn vình to lớn một giờ tuần. Cái tướng như vậy lần lượt xuất hiện nhiều hơn cả phương trên vô lượng vô biên không tính kể. Cái thế giới nhiều như bụi trần, hoa hoa liên tiếp nhau. Trên mỗi hoa đều có Đức Phật ngồi, thân Phật màu vàng rồng cao lớn một trượng sâu. Đức Phật nào cũng ngồi kiết già trên đài sen. Tòa kim cương và cái bồ đề cũng giống như đã nói ở trên không khác. Cho đến mười phương cũng đều như vậy. Trong tướng lông trắng lại xuất hiện hoa sen báu thù thắng hơn hoa sen báu trước gấp trăm vạn lần. Trên hoa có Phật giống như Phật Thích Ca Văn không khác. Trên đầu mỗi tua râu hoa sen lại có một đức Phật, thân cũng cao lớn một trượng sáu, đã nhập vào thiền định sâu xa, tâm không hề dao động. Ánh sáng nơi tướng lông trắng chưa đến vô lượng vô biên trăm ngàn thế giới ở phương đông, khiến cho các thế giới đều thành màu vàng rồng. Các chúng sinh ở các thế giới ấy thấy ánh sáng xuất hiện từ các lỗ chân lông nơi thân hóa Phật cũng đều như trên, từ đó phóng ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng báu.
Trong mỗi tia sáng lại có dư lượng trăm ức hóa vật. Bây giờ các trời đồng, quỷ thần, dạ xoa, cả thất bà đều nhìn thấy ánh sáng ấy vòng quanh Phật 1.000 vòng, cho đến các cõi nước khắp 10 phương, thấy rõ các cõi nước khắp 10 phương, cao thấp lớn nhỏ, tất cả đều thấy rõ ràng, giống như soi gương thấy rõ nét mặt của mình. Các đại chúng ấy, tám vạn quyến thuộc của ma vương Ba Tuần, các quỷ thần, trời đồng, dạ xoa đều thấy lông trắng thẳng dài 1 trượng rưỡi hiện rõ ở khắp 10 phương, chiếu rọi vào mắt của các đại chúng như vạn ức mặt trời không thể thấy hết. Chỉ ở trong ánh sáng ấy thấy vô lượng vô số trăm ngàn vạn ức hóa vật Tất Ca Văn có lông trắng giữa hai chân mày dài 1 trượng rưỡi. Trong mỗi sợi lông trắng của một hóa vật đều phóng ra vô lượng ánh sáng. Trong mỗi tia sáng lại có hóa vật. Một hóa vật này là có tướng lông trắng giữa hai chân mày như vậy. Trong mỗi đường vòng ánh sáng nơi tướng lông trắng này là phóng ra ánh sáng lên đến hết phần trán Phật, làm cho trán Phật trở nên rộng lớn bằng phẳng. Mỗi sợi lông trên trán đều lướt lên trên. Dưới chân lông có màu ngọc mà đi cõi trời phạm, rất thích hợp với tâm chúng sinh. Mỗi đầu sợi lông phát ra ánh sáng như màu nước vàng ròng nung chảy. Tướng ánh sáng ấy hát lên trên và nhập vào mép tóc, uyển chuyển rủ xuống hai bên vành tai, sau đó mới phân tán lên trở lên nhập vào giữa tóc, vòng quanh nhục kế 100.000 vòng, rồi phóng ra sau xương cổ như cánh hoa sen bằng vàng ròng. Mặt trời chiếu soi đến liền nó tung ra giữa những cánh và tua râu hoa sen như đài, như tòa đài của đế thích. Hiện ra những màu sắc ấy là có vô lượng hóa Phật. Mỗi đức Phật có 7 quả vị, 7 vị Bồ Tát và chư thiên theo hầu. Tay cầm hoa báu trắng ngần, hoa tỏa ra 5 ánh sáng có 5 màu khác nhau. Các vị đứng đầu, các vị đứng hầu các hóa Phật luôn luôn không rời chỗ. Đó là ánh sáng nơi tướng lông trắng lúc hóa thành Phật của Như Lai. Nhờ ánh sáng nơi tướng lông trắng này mà khi đản sinh, Thái tử có vầng ánh sáng xoay quanh cổ. Khi đản sinh trong cung vua, ánh sáng này như mặt trời không thể nhìn thấy rõ được. Vầng ánh sáng rộng lớn một tầm sẽ nói riêng sau. Khi ấy tán bộ chúng nhìn thấy ánh sáng nơi tướng lông trắng, mỗi người thấy mỗi khác. Người thì thấy lông trắng giống như chư Phật, người thì thấy lông trắng như các Bồ Tát, có người thì thấy lông trắng giống như cha mẹ của mình. Tất cả thế gian đều rất tôn kính để được nhìn thấy rõ ràng tướng lông trắng. Thế rồi ai ai cũng rất hoan hỷ. Người thì phát tâm Bồ Đề Vô Thượng, người thì phát tâm Thanh Văn Duyên Giác. Các quỷ thần thấy tướng lông trắng tự nhiên phát khởi tâm từ, không còn ác ý. Đức Phật nói tiếp: Thưa Phụ Vương, lông trắng của Như Lai từ khi mới đản sinh cho đến khi thành Phật, trong khoảng thời gian ấy, những điều nhỏ nhiệm vi tế Như Lai đều nhìn thấy. Đến khi thành Phật rồi, các tướng ánh sáng nơi lông trắng đều đầy đủ như trong các kinh Phật đã giảng nói rõ ràng. Ánh sáng nơi tướng lông trắng là cảnh giới hoàn hảo, chỉ có các Bồ Tát ở địa thứ 10 mới thấy được. Vì trước hết giảng nói những việc nhỏ để ứng hợp với các chúng sinh nên nói việc này là dễ thấy. Đức Phật nói với vua cha và A Nan: Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ và giảng nói lại cho tất cả các đệ tử đời sau để được hiểu rõ. Sau khi ta diệt độ, nếu các tỳ kheo có thưa hỏi Bồ Tát thuở xưa tu hành hạnh gì mà có được tướng lông trắng này, các ông nên đáp rằng Phật có được tướng lông trắng là do từ vô lượng kiếp tu tâm buông bỏ, không bỏng sẻn, không chấp về tướng đã qua, không nghĩ đến tiền tài vật chất, tâm không lệ thuộc, thực hành bố thí, dùng các phép tắc của thân tâm để giữ gìn oai nghi nơi thân, tuân giữ giới cấm như quý hai tròng mắt. Vì vậy, tuy vậy trong tâm luôn luôn rỗng lặng, tịch tỉnh, không hề thấy có sai phạm mà sẽ bỏ các tùy pháp, tâm an như đất không hề dao động. Giả sử có một người dùng 100.000 mũi dao, mỗi sẽ thân hình đã có là giả sử có người dùng nhiều mũi nhọn đâm chích vào thân, Bồ Tát vẫn không hề có một mảy may tâm sân giận. Giả sử là có người đầu có 1.000 lưỡi,
Mỗi lưỡi nói ra ngàn hàng ngàn lời mắng giết nhục mạ. Đến mặt Bồ Tát vẫn không hề thay đổi, giống như hoa sen thanh tịnh, tôi không chấp thủ, toàn tâm đều không biến trễ, không mệt mỏi, ý tinh tấn như cứu lửa đang cháy trên đầu. Là như lỗ chân lông nơi thân mọc một ung nhọt na lợi, ngày đêm tinh tấn cầu thầy thuốc chữa trị. Tâm không nhiễm ô như ngọc lưu ly trong ngoài đều tinh sạch, giữ thân hộ ý, nhắm mắt chắp tay, ngồi ngay ngắn, lưng nhập vào thiền định, tâm như biển cả, rộng ràng không lay động, như núi kim cương không thể phá hoại trở ngại. Tuy thực hành tâm ý như vậy, nhưng không hề lệ thuộc theo thiền định, xả tâm diệt trí, không có đối tượng nào là khinh là trọng, cũng không thấy phép nào là giác quán hay chẳng phải giác quán. Tâm trí luôn mạnh mẽ và thông lợi, bao gồm các phương tiện, không hề thấy có pháp nào lớn, pháp nào nhỏ hay có tướng vi tế. Tất cả các pháp nhiều như vậy được gọi là ba la mật. Là nhờ công đức phi diệu của 37 pháp trợ bồ đề, nhờ công đức của 10 lực, 4 vô sở ý, đại từ đại bi và 3 niệm xứ mà có được tướng lông trắng này. Sau khi ta diệt độ, nếu có đệ tử Phật từ bỏ các điều ác, xa lì ồn, nếu ưa thích pháp, ít nói năng, không ôm đồm nhiều việc, ngày đêm 6 thời, mỗi thời phân thành nhiều phần nhỏ, trong mỗi phần nhỏ ấy, chỉ trong khoảng chốc lát, niệm về tướng lông trắng của Phật khiến cho tâm thấy rõ ràng, không hề tán loạn hoặc sai lầm, luôn luôn rõ ràng đúng đắn, chú tâm không dứt để niệm về tướng lông trắng, có thể thấy được tướng hảo, cũng có thể không được thấy. Những người như vậy tiêu trừ được các tội lỗi sinh tử trong bụi trần các kiếp nhiều như số cát trong 96 ức vô số sông Hằng. Lại nữa, nếu có người chỉ được nghe về tướng lông trắng mà tâm không kinh sợ nghi ngờ, hoan hỷ kính tin, người này cũng tiêu trừ được các tội lỗi sinh tử trong 80 ức kiếp. Nếu có tỳ kheo này ưa bà tắc ưa bà di phạm 4 tội căn bản, những tội lỗi phi pháp và 5 tội đại nghịch, gia bai đại thừa phương đẳng. Những người như vậy nếu muốn sám hối phải ngày đêm 6 thời thân tâm không biến trễ. Những người đi trong đám cây cỏ rậm, bốn phía đều nổi lửa, gió mạnh thổi đến sắp đốt cháy thân. Người này nghĩ nếu lửa đốt cháy ta thì khi chưa chết mà thân thể tay chân đã lìa tan, ta phải làm thế nào để dập tắt đám lửa này? Nếu không có cách nào thì không thể cứu thân được. Nếu ai là người có trí, có nhiều phương cách để cứu mạng ta được cứu sống, thì đối với người ấy, ta đền đáp không hề tiếc nuối gì. Suy nghĩ như vậy xong, người ấy như núi Thái Sơn sạt lở, nằm vấp lại sát đất, nước mắt như mưa, chắp tay hướng về Phật, tán thán vô số các đức hạnh của Như Lai. Khen ngợi xong, trì tụng pháp sám hối, đặt niệm trước mặt, niệm về ánh sáng tướng lông trắng giữa hai chân mày của Phật. Một ngày cho đến 7 ngày, 4 tội nạn trước đây liền được giảm nhẹ. Đến 21 ngày, tướng tội dần dần tiêu trừ, tiêu diệt. Sau 49 ngày, sau khi yết ma, việc tội do đại chúng sửa trị, nếu thì kheo phạm các tội lỗi phi pháp mà quán tưởng về ánh sáng tướng lông trắng, thì sẽ tối đen không xuất hiện. Lúc ấy nên vào tháp, quán tưởng về tướng lông trắng giữa chân mày của tượng Phật. Một ngày cho đến 3 ngày, chắp tay chí thành tha thiết, nhất quán tâm tưởng, sau đó vào trong chúng tăng, tự nói tội lỗi trước đây của mình. Nhờ đó được tiêu trừ 5 loại tội lỗi đã tạo ra từ trước, niệm về ánh sáng nơi tướng lông trắng của Phật đã qua 800 ngày, sau đó mới có pháp yết ma khác. Đức Phật nói: Thưa Phụ Vương, Như Lai có vô lượng tướng hảo. Trong mỗi tướng ấy là có 84.000 tướng hảo nhỏ. Cái tướng hảo như vậy công đức mà không bằng một chút phần công đức của tướng lông trắng. Cho nên hôm nay, vì các chúng sinh sáu ác đời vị lai mà Như Lai giả nói về pháp quán tượng ánh sáng trí tuệ lớn của tướng lông trắng, tiêu trừ được các điều ác. Nếu có người tà kiến tạo tội ác cực nặng, nghe pháp quán này đã đầy đủ các tướng mạo rồi mà sinh tâm sân hận, điều này không thể có. Giả sử có khởi tâm sân giận thì ánh sáng tướng lông trắng cũng sẽ che chở giúp đỡ, chỉ vừa nghe được lời nói này cũng sẽ diệt trừ được
tội lỗi trong ba kiếp đời sau, sinh ra ở đâu cũng được gặp Phật. Cái cảnh giới ví dụ của phép quán tưởng và ánh sáng tướng lâm trắng có vô số trăm ngàn ức loại như vậy, không thể nào nói hết. Khi chỉ niệm về tướng lâm trắng thì tự nhiên sẽ sinh ra như vậy. Người quán tưởng như vậy gọi là chánh quán. Nếu quán tưởng khác đi thì gọi là tà quán. Thế nào là quán tưởng? Quán tướng trắng rộng lớn bằng phẳng, có hai vần ánh sáng. Bên ngoài phần ánh sáng ấy có hình bánh xe với 1.000 nang hoa tạo thành ngọc mani, hình dạng giống như hoa văn ở trời tỳ nữ. Trong hoa văn ấy lại phát ra ánh sáng thường diệu màu vàng trồng, nhập vào lông trắng, vòng quanh lông trắng 7 vòng, rồi hướng lên trên, nhập vào trong các lỗ chân lông nơi trán, rồi đến mép tóc, với tướng nhiều màu sắc. Ánh sáng uyển chuyển đổ xuống vành tai, lại phân ra ánh lên nhập vào tóc, vòng quanh tóc 7 vòng, từ xương cổ ánh sáng tỏa ra vòng quanh tướng hoa sen 7 vòng tròn, tạo thành 7 đường nét rõ ràng. Mỗi đường nét có 7 màu, mỗi màu có 7 hoa sen. Mỗi hoa sen có một Đức Phật ngồi. Mỗi Đức Phật có 7 vị Bồ Tát theo hầu cung kính đi nhiễu quanh bên phải. Ba tướng trán rộng bằng phẳng, từ mép tóc, từ các lỗ chân lông nơi đầu là như vậy. Tướng trong não cũng có 14 tia sáng hiện ra trong các mạch máu, trong ngoài đều hiển hiện ánh sáng rất khả ái, là phóng ra các ánh sáng trắng hồng tím xen lẫn nhau. Các ánh sáng ấy rất nhỏ nhiệm, phát ra nơi xương cổ, cũng vòng quanh ánh sáng trước 3 vòng. Giữa mỗi vòng ánh sáng có một Đức Phật ngồi, mỗi Đức Phật có 2 vị Bồ Tát theo hầu. Ánh sáng hiển hiện thù thắng hơn trước gấp nhiều lần. Thế nào là quán tướng chân mày của Như Lai? Hai chân mày phải trái có hình dạng giống như trăng non, có lông mày mọc dày thưa đúng chỗ theo hình mặt trăng di chuyển, màu tía tươi sáng, đầu mỗi sợi lông đều có màu xanh biếc, màu sắc của ánh sáng ngọc lưu ly cũng không sánh bằng. Ánh sáng nơi hai chân mày tỏa lướt lên trên và nhập vào những sợi tóc, nhập vào tóc rồi lại ra đến tận ngọn tóc. Ánh sáng ấy lại tỏa lên nơi nhục kế, màu sắc của ông chúa, của chim khổng tước, nó đem so sánh với mặt ánh sáng đó thì cũng giống như một khối màu tối đen so với ánh sáng của ngọc lưu ly. Ánh sáng lại tỏa xuống và phát ra nơi xương cổ, xoay vòng quanh về bên phải 4 vòng. Trong mỗi đường vòng ánh sáng đều xuất hiện một hóa Phật, mỗi hóa Phật có 2 vị Bồ Tát và 2 vị tỳ kheo đứng hầu hai bên. Tất cả 4 vị thị giả này đều đứng trên tua râu của hoa sen, hiện bày ánh sáng khả ái thù thắng hơn trước gấp nhiều lần. Bên dưới chân mày, ba đường mí mắt và trong vành mắt đều có 4 màu xanh, vàng, đỏ, trắng, xoay vần tỏa ra tuyệt đẹp hướng lên trên và nhập vào xương chân mày, cùng phóng ra ánh sáng nơi đầu những sợi lông mày như pháp ở trước đã nói. Từ nơi xương sâu cổ phóng ra ánh sáng vòng quanh 4 vòng, có 4 màu phân rõ ràng. Trong màu vàng thì hóa ra thân Phật màu vàng rồng, màu trắng thì hóa ra thân Phật màu bạc, màu xanh thì hóa ra thân Phật màu kim cương, màu đỏ thì hóa ra thân Phật màu sa cừ. Các ánh sáng như vậy hiển hiện vòng quanh về bên phải thù thắng hơn trước gấp nhiều lần. Thế nào là quán tướng lông mi của Phật? Lông mi mắt của Như Lai trên dưới đều có 500 sợi lông mềm mại khả ái như mưa, như tua râu hoa ưu đàm. Trên đầu mỗi sợi lông mi đều phóng ra một tia sáng có màu sắc như pha lê, nhập vào các tướng trước, màu sắc ánh sáng ấy vòng quanh đầu 1 vòng, ánh sáng phát ra nơi xương cổ, rồi vòng quanh nơi ánh sáng trước sinh ra toàn những hoa sen xanh. Trên đài hoa sen có dù lồng màu xanh, có vị Phạm Thiên Vương cầm dù lồng ấy. Khi tướng này hiện ra, mắt Phật màu xanh và trắng, trắng thì hơn cả bạch ngọc trăm vạn ức lần, xanh thì hơn hoa sen xanh và lưu ly xanh biếc cũng trăm vạn ức lần. Trên dưới đều mềm mại như mắt trâu chúa. Bên hai đôi mắt phóng ra hai tia sáng như hoa sen xanh vô cùng nhỏ nhiệm, vòng quanh đầu tóc 1 vòng, được phóng ra nơi sau xương cổ.
Ánh sáng rọi chiếu lên các hoa làm cho hoa nở tung, sáng đẹp rực rỡ. Cái tướng thù thắng như vậy có vô lượng công đức, đó là tướng mắt của Như Lai. Nếu có người muốn quán tướng mắt của Như Lai nên quán tưởng như vậy để diệt trừ các điều ác. Nhắm mắt chắp tay ngồi ngay thẳng để quán tưởng về tướng của Phật một ngày cho đến 7 ngày, và đời vị lai sẽ luôn được thấy Phật, không hề bị mù tối, cũng không bị sinh ra ở nơi biên địa tà kiến, và không có Phật pháp, mắt tuệ luôn luôn được khai mở, không bị ngu si. Đức Phật nói: Thưa Phụ Vương, vì thế cho nên người có trí muốn trừ bỏ mù tối nên quán tưởng mắt Phật. Phật có 5 loại mắt. Trong pháp quán này, trước hết nói về nhục nhãn, hiện bày ánh sáng thanh tịnh, quán tưởng về mắt Phật. Tâm được thông lợi, cảnh giới súc sinh không thể nào nói đủ. Quán tưởng kỹ càng về mắt Phật và mắt của hình tượng Phật, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thì vào đời vị lai sinh trong 5 đường, mắt luôn được sáng tỏ và thanh tịnh, nhãn căn không bị bệnh, rồi diệt được các tội lỗi sinh tử trong 7 kiếp. Này A Nan, hãy bảo các đại chúng siêng năng quán tưởng về mắt Phật, cẩn thận không nên ngừng bỏ. Người quán tưởng về mắt Phật chắc chắn sẽ đạt được vô lượng công đức vi diệu. Nếu chỉ chợt nhìn thấy tia ánh sáng nơi mép tóc, vầng trán rộng, nhục kế, vành mắt, lông mi, lông mày và đường mí mắt của Phật, trong chốc lát thì tiêu trừ được tội lỗi sinh tử trong 60 kiếp. Vào đời vị lai sinh ra chắc chắn được gặp Đức Phật Di Lặc, được ánh sáng oai đức của 1.000 Đức Phật ở hiền kiếp gia hộ, tâm như hoa sen không hề đắm nhiễm, không bao giờ bị đọa trong 3 đường 8 nạn. Nếu ngồi mà không thấy thì nên vào tháp Phật để quán tưởng. Khi vào tháp quán tưởng về các ánh sáng như vậy, chư tâm chắp tay quỳ gối quán tưởng một ngày cho đến 3 ngày, tâm không hề tán loạn. Sau khi qua đời được sinh lên cõi trời đâu suốt, được chiêm ngưỡng thân sắc trang nghiêm của Bồ Tát Di Lặc, thích ứng với sự giáo hóa dẫn dắt. Sau khi được thấy như vậy rồi, thân tâm hoan hỷ và quả vị chánh pháp. Đức Phật nói: Thưa Phụ Vương, quán tưởng như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết quán Phật Tam Muội Hài Kinh quyển 2 hết.